Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ speed test Xiaomi Mi 9T và Vivo S1 Pro. Ở trên màn hình là một số các cái thông tin cơ bản của Xiaomi Mi 9T cũng như là đối thủ của nó là Vivo S1 Pro và giá bán tại điện thoại siêu rẻ.com cho hai thiết bị này đều đang rất là rẻ. Anh em có thể tham khảo website điện thoại siêu rẻ.com để chúng ta có thể biết thêm về cấu hình chi tiết cũng như là mức giá bán. Thì phía bên tay trái của mình là Xiaomi Mi 9T và phía bên phải là Vivo S1 Pro. Và bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy để cho cái việc mà speed test nó trở nên công bằng hơn. Xiaomi Mi 9T nó có bộ nhớ RAM là 6GB, 464GB. Còn trong khi đó thì Vivo S1 Pro nó có bộ nhớ RAM 8GB. Đi kèm với nó là bộ nhớ trong là 128GB. Đây là một con số rất là khủng khiếp. Tuy nhiên thì Mi 9T được sử dụng con chip là Qualcomm Snapdragon 730, mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với con chip Snapdragon 655 ở trên Vivo S1 Pro. Như các bạn có thể thấy thì ngay cả khi mà mình khởi động máy Xiaomi Mi 9T sau nhưng mà nó vẫn khởi động lên trước rất là nhanh. Và đây là các ứng dụng mà mình sẽ test, bao gồm Facebook này, rồi bản đồ này, YouTube và một số ứng dụng game nữa. Thì có vẻ như những ứng dụng đầu tiên thì nó khá là nhẹ nhàng với cả hai sản phẩm. Bản đồ mở lên cũng rất là nhanh nha và tương đồng với nhau. Bây giờ chúng ta thử mở YouTube xem sao. Ba ứng dụng đầu tiên thì có vẻ là khá nhẹ nhàng cho cả hai máy. Thì mình kỳ vọng về cái việc mà cả hai sản phẩm đều trang bị cái dung lượng RAM rất là lớn thì là nó sẽ cho phép chạy đa nhiệm tốt hơn nha. Các bạn có thể thấy là ở đây là một cái cửa sổ notification của Game Booster của Vivo cho phép tăng tốc độ khi chơi game. Và ngay ở cái tựa game đầu tiên này thì mình có vẻ mình thấy là Mi 9T đã giành lợi thế rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử tựa game Temple Run. Và rất là nhanh chóng thì Mi 9T lại giành chiến thắng nha, khi load vào tựa game Temple Run một cách rất là nhanh. Mi 9T tiếp tục giành chiến thắng 2-0 với đối thủ là S1 Pro nha. Tiếp theo mình sẽ mở Subway Surfer. Và cũng tương tự thôi, Mi 9T lại giành một chiến thắng rất là thuyết phục. Tất nhiên là cái thời gian mở ứng dụng nó không chênh lệch nhau quá nhiều, tuy nhiên là nó vẫn giành chiến thắng. Và đây là một cái game rất là nặng, một cái game mà nó có cấu hình rất là lớn, đó là Asphalt 9 nha. Và cái game này thì dung lượng thực tế nó khoảng hơn 2GB lận, rất là nặng. Vâng, và một lần nữa Mi 9T lại giành chiến thắng. Và mình có cảm giác là cái con chip Snapdragon 730 ở trên Mi 9T á, khi mà mở cái game này nó mượt hơn nha. Còn Vivo S1 Pro không hiểu tại sao mà mình cảm giác là nó hơi lắc lắc á, tức là cái hình nó không được mượt lắm. Và mình rất là ấn tượng với màn hình của Mi 9T vì màn hình của Mi 9T nó rất là đẹp, sử dụng màn hình AMOLED. Còn trong khi đó Vivo S1 Pro sử dụng màn hình Super AMOLED nhưng mà mình thấy nó không có được rực rỡ, không được tươi bằng. Tiếp theo là Planet Zombie 2. Các bạn có thể thấy là cái màu sắc của Mi 9T mình cảm giác là nó rực rỡ hơn và nó đẹp hơn, nó tươi hơn. Và chiến thắng lại tiếp tục giành về Mi 9T 5-0 rồi. S1 Pro là không thể thắng một tựa game nào luôn ha. Và đây là Liên Quân Mobile. Thì cái việc sử dụng cái game booster này nó không ảnh hưởng đến cái tốc độ mà load game nha. Nó chỉ là tăng tốc độ bằng cách là nó xử lý bộ nhớ RAM này và nó chặn các cái thông báo đến thôi. Tiếp tục là Mi 9T lại giành chiến thắng và một chiến thắng rất là thuyết phục. Chiến thắng 6-0. Thật sự là con chip Snapdragon 730 quá mạnh đi anh em. Bây giờ thì mình sẽ thử khả năng đa nhiệm ở trên cả hai máy xem là nó có phải load lại ứng dụng nó hay không nha. Ok, ứng dụng Facebook thì cả hai máy đều không phải load lại nha. Không phải load lại. Mình sẽ thử tiếp tục một ứng dụng khác xem sao. Bản đồ. Bản đồ thì Mi 9T lại phải load lại nha anh em. Mi 9T đã phải tải lại bản đồ.
Tiếp theo là sẽ đến ứng dụng Liên Quân Mobile. Cả hai máy thì đều có đa nhiệm rất là tốt nha. Liên Quân Mobile thì vẫn không phải load lại, rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ thử một tựa game khác nha, Asphalt. Giá của hai sản phẩm nó chênh nhau khoảng hơn 1 triệu đồng nha. Mi 9T thì đang được bán với giá là 6890, còn S1 Pro đang được bán với giá là 5690. Tuy nhiên thì mình đã thấy cái sự khác biệt, sự vượt trội hơn rồi. Và hai máy này thì đều phải lốt lại game Asphalt 8 hết nha. Có vẻ những ứng dụng mà mình test này thì nó không có quá khó khăn cho cả hai cái thiết bị có dung lượng RAM rất là khủng này, 6GB và 8GB này. Thì hầu như mình thấy trong thời gian gần đây ấy, là các dòng máy Trung Quốc đều đang hướng tới cái đối tượng khách hàng người dùng là muốn mở rộng cái bộ lưu trữ ấy. Thành ra là những cái máy của Trung Quốc thì đều có những cái bộ lưu trữ trong rất là lớn nha, 64GB, 128GB, 256GB. Đó. Sắp tới thì mình sẽ thử quay video và chụp ảnh cho cả cái thiết bị này để xem là cái sự chênh lệch của nó có nhiều hay không. Và mình vẫn thích cái Mi 9T hơn tại vì nó có camera pop-up này, có khung viền kim loại mặt kính trước sau. Còn con Vivo S1 Pro thì nó chỉ có mặt kính phía trước thôi, còn toàn bộ khung vỏ nó vẫn bằng nhựa, nó sẽ cho cảm giác rẻ tiền hơn, không có cao cấp như Mi 9T. Và màn hình của Mi 9T thì thực sự rất là đẹp, các viền màn hình xung quanh đều mỏng, cảm giác cầm nắm rất là tốt. Ok, cảm ơn điện thoại siêu rẻ.com đã cho mình mượn sản phẩm để làm bài speed test của anh em. Thì anh em có thể thấy là Mi 9T đã hoàn toàn thắng trong cái speed test này. Anh em thấy sao thì vui lòng để lại comment ở phía dưới. Và nếu anh em muốn mình speed test thêm những sản phẩm khác thì vui lòng cũng để lại comment. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.